Quảng Ai Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha. Thì hiện tại giờ quý cô chú anh chị bên trong mộ của chú Vũ Linh có nhiều khán giả đến quá quý cô chú anh chị. Đó. Đây. Có ngày 8 tháng 3 là vui vẻ trẻ đẹp nè. Cô từ đâu đến hả cô? Lúc nào là phải vui vẻ với chồng nè. Dạ. Vui vẻ. Ủa hế. Ồ. Ủa hế. Từ Huế mà cô vào luôn đây hả cô? Dạ. Anh từ Huế chạy vô luôn ha anh. Ồ xa ghê quý cô chú anh chị, mà từ ở ngoài Huế mà đi vô anh trong đây để là thắp hương chú Vũ Linh thật là quý luôn quý cô chú anh chị. Con chúc cho gia đình của mình thật là nhiều sức khỏe ha, cô, đặc biệt là hôm nay ngày 8 tháng 3 nè, chúc cô luôn vui vẻ trẻ đẹp nghe cô. Dạ. 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 Con cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ. Có chú Thanh Sang bên đây nữa là cô. À? Chú Thanh Sang nghệ sĩ. Ồ. Ồ. Đó, rất là quý ha, cái tình cảm của khán giả. Đến đây để quyến mộ các ngôi mộ nghệ sĩ nè. Từ ngoài Huế luôn. Ồ, quá quý luôn á. Từ ngoài Huế là vô đây khoảng bao nhiêu cây cô? Hơn ngàn cây. Hơn ngàn cây. Ồ, ồ. Ồ, quá quý à. Hơn 1.000 cây số quý của chú anh chị. Rất là tuyệt vời luôn ha. Dạ. Cô dẫm đường dài. Cô Hồng Nga. Trong đây thăm cậu năm. Hơn 1.000 cái số quý cô chú anh chị. Là xa lắm hả cô chú anh chị. À, nghe mình nói nghe nổi óc luôn á nè quý cô chú chị. Rất là quý cái tình cảm của khán giả ha. Đã vượt đường xá xa xôi đến đây. Đến thăm chùa nghệ sĩ. Dạ. Dạ. Năm nay mình đi về trang khách nghệ sĩ 3 này. Dạ. Phan hâm mộ của khách nghệ sĩ. Dạ, phan hâm mộ của các nghệ sĩ luôn hả? Dạ. Chú có hâm mộ nghệ sĩ không chú? Có nhưng mà không bằng bà. Không bằng bà ha, không bằng cô. Có ngôi xưa cô năm mấy cái nước. Dạ. Nhưng mà cô không có điều kiện để đi. Dạ. Ừ, công việc đi. Dạ. Cho nên là chứ có thể để về với tôi. Dạ. Cô đến đây hâm mộ của chú, cô thấy sao cô? Quá đẹp lắm. Quá đẹp luôn ha. Rồng rại nè. Bây giờ cùng về Sài Gòn hay cái là cái gì Gò Vấp chắc không? Dạ. Mùi. Gò Vấp chặt hay cô? Là cô về Gò Vấp. Rồi xong bữa hai cô mới về là cô về Huế lại hả cô? À chị đi mãi đó. Dạ. Ủa cô vô đây bằng xe gì cô? Máy bay. Cô máy bay. Máy bay hả? Từ kia về thì mình bảo. Dạ. Từ kia về là các cháu hoa chờ. Dạ con không hút chú. Dạ. Thôi cảm ơn mấy câu nhé. Dạ. Dạ. Chúc cô đây gần em. Dạ. Dạ. Có gọi giùm cho họ đi. Dạ. Dạ. Bây giờ cô ở đây cô đợi xe tới hả cô? Dạ. Đó bây giờ mình đi vô trong ha quý cô chú anh chị. À, rất là quý cái tấm lòng của là các cô chú từ ở ngoài Huế vượt hơn 1.000 cây số quý cô chú anh chị, phải nói là cái tình cảm của khán giả là mình không thể nào mình tả được cái cảm xúc lúc này vì mình giỡn óc luôn khi mà nghe cô và chú chia sẻ là hơn 1.000 cây số mà đi vô đây để là viếng mộ các nghệ sĩ thì nghe một cái là muốn xúc động luôn quý cô chú anh chị. Đó. Ừ, hơn 10.000 cây số ha. Bây giờ em chúc chị gửi chị đây. Hả? Trời ơi. Vô người đây. Hồi sáng anh chưa phát hiện hả? Phát hiện rồi mà đâu nó lên mạng này. Trời ơi, nó ăn cái này cũng có chú anh chị.
Nghe biết tập trường với tập quyền đâu chút vô nữa nha. Gì ở đây anh em gì vui hả? Bữa nay là sinh nhật chị Hương. Đâu chưa kìa, chúc bao nhiêu ngày à? Hôm chị Hương này nè, cô chú anh chị ơi, chúc chị sinh nhật. Em chúc chị Hương ăn phú mau được có chồng nha. Kênh là mau bạc kiếm tiền nha. Phải lấy khẩu trang ra, người ta chúc mình mất tiền rồi. Rồi chị mất chúc em mừng sinh nhật của Hương ăn phú. Rồi. Để em chúc chị câu này hay lắm nè. Em chúc chị tuổi mới nha. Thứ nhất là vui vẻ, nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài. Đặc biệt là nếu có người ấy thì sẽ giới thiệu cho mấy anh em. Có ai giới thiệu vậy? Chưa có. Đúng rồi, đừng giấu, đừng giấu kính. Rồi anh Ngọc chúc cho. Chúc rồi á, anh mới chúc là chúc chị Hương sinh nhật vui vẻ mà được có chồng. Chúc chúc Hương ngày 8/3. Mấy anh em tiếp xong phải không? Tại vì mình túc. Em á là hôm nay là nhân dịp ngày 8/3 thì em xin chúc cho chị Hu An Phướng là Hương An Phú đó. Đặc biệt là cái kênh YouTube được bà con cô bác ủng hộ để có cái động lực chia sẻ cho bà con cô bác cùng xem ha. Và để cho mọi chúc cho chị luôn là trẻ mãi, không già, nụ cười luôn luôn lúc nào cũng ở trên môi. Để có nụ cười là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ vậy. Cho nên lúc nào cũng muốn cười vô đó để cho khán giả người ta ủng hộ chị nha. Chị cảm ơn chị Minh lúc nào cũng tốt hết, cũng đưa đường link lên cho chị em để có khán giả xem kênh của chị Minh nha, cô chú anh chị. Nhiều like cho khán giả. Dạ. Đó, kênh chị Bích Hương với chị Hương An Phú. Chị Bích Lê chứ. Hương Phú. Và con bác ủng hộ kênh hai kênh này ha quý cô chú anh chị. Mấy chị cũng hay là chia sẻ mộ của chú Vũ Linh nè. Cho nên là mình ủng hộ quý cái chú gì. Ủa ai ở sao đây? Ai ở sao đây? YouTube lạ. YouTube lạ quý cái chú gì ơi. Xuất hiện YouTube lạ. Có nhiều cô bác nói sao Duy Minh lúc nào cũng cừ hết vậy. Đó. Cái Duy Minh cũng biết nói sao quý cái chú vậy. Tối cũng có khán giả ở bên Cam cũng gọi Duy Minh nói Duy Minh hôm nào đi qua Cam ghé với nhà của cô chơi. Duy Minh cũng cảm ơn cô rất là nhiều, chúc cô là cô Quyên ở Cam thật là nhiều sức khỏe và đặc biệt là 8/3 luôn vui vẻ ha. Chúc cho bà con cô bác, đặc biệt là cái ngày phụ nữ và ngày quốc tế phụ nữ là chúc chung hết luôn đó. Luôn luôn trẻ mãi không già, hạnh phúc bên gia đình của mình. Công việc thì thanh thông, làm gì được nấy ha quý cô chú anh chị. Bây giờ thì Duy Minh cũng xin kết thúc video tại đây quý cô chú anh chị. Bà con cô bác nếu yêu quý Duy Minh thì đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh Duy Minh nha. Duy Minh chân thành cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều. Xin chào bà con, hẹn bà con là một video tiếp theo nha quý cô chú anh chị.